Xong luôn, xinh luôn. Đây này, bông hoa này. Bông hoa này. Đấy, tuyệt vời không? Không nhỉ, chả đau một tí nào luôn. Đấy, này cô nhỏ thuốc cho này. Đấy, được chưa, xinh chưa? Xinh chưa? Quá là xinh nhỉ. Chả có ai xinh như thế này đâu đâu các bạn ơi. Các bạn nhìn bạn này tên là gì nhỉ? Con tên là gì nhỉ? Con tên là gì? À, Trà My à? Đấy, các bạn nhìn bạn Trà My, bạn đi đeo nốt bên này này. Đấy, xong luôn. Tuyệt vời chưa? Các bạn ơi, các bạn thấy bạn ấy có tự tin không? Rất là tự tin nha. Đây này, ok. Có đau không con? Đấy, thấy chưa? Mua gì nhỉ? Mua gì nhỉ? Mua Hello Kitty nha. Nào, mua Hello Kitty này. Wow. Chuẩn bị con luôn. Đấy, con nhìn vào, con nhìn vào điện thoại kìa, con nhìn khói. Nhìn vào điện thoại, nhìn vào đất, con đừng né, con ngồi im này. Ngồi im thế à, con ngồi im này, con đeo vào một cái nó đẹp luôn này. Đẹp luôn này. Ô, chả có gì cả, đây, đây, đây. Thôi. Cho xem thôi nha. Im, con ngồi im, con ngồi im. Đấy, thấy bông hoa chưa? Thấy chưa? Xinh không? Rồi, xinh đẹp không? Luôn. Đấy. Không phải sơm. Sơm con ăn đi, sơm nó tròn tròn đẹp. Siêu không? Bạn này tuyệt vời đấy nhỉ. Mai đến lớp này không có bạn nào có cái bông hoa như thế. Rồi, quá đây. Rồi, không có chưa? Tươi cái. Tươi cái này. Rồi, người đẹp đâu chọc bấm rõ tay. Nhây. Nhây. Với nhìn ra. Nhây. Giờ đấy nó bấm cái giữa môi. Có vẻ tâm lý thế. Cô đã bảo rồi, đến cái đoạn nào đâu thì bảo cô để cô đi về. Đeo luôn ạ. Dễ chứ? Xong rồi ạ. Đau không? Ngay mặt ấy. Chắc tối đau. Đâu, đây bảo hành không đau. Ok rồi đó. Giá thôi, mình có khuyến tài.